Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa của chúng tôi. Bản tin trưa được cập nhật đến 11 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Công an chạy đua với thời gian để truy bắt kẻ thù ác sát hại Ác Khôi. Ngập lụt chưa rút, miền Trung tiếp tục mưa rất to. Cựu trưởng phòng cảnh sát giao thông lĩnh 2 năm tù vì can thiệp phần mềm cấp biển số xe. Xe tải mất thắng tông vào vách núi, lộn nhiều vòng ở Phú Yên. Mỹ, Israel và Ai Cập đạt thỏa thuận ngừng bắn 5 giờ ở Gaza. Thông tin chi tiết về những sự kiện mới nhất vừa diễn ra sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Báo Vietnamnet thông tin, sau khi phát hiện thi thể cô gái bị phân thành nhiều mảnh ở sông Hồng, lực lượng công an khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh danh tính của nạn nhân, cũng như truy tìm ra thủ phạm gây ra vụ án rúng động dư luận. Qua đó, cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân là chị HIN, tên viết tắt ở Ba Đình, Hà Nội. Đồng thời, nghi phạm trong vụ án cũng được xác định là Tạ Duy Khanh, 38 tuổi, ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Ngay sau đó, các mũi trinh sát đã được triển khai nhằm nhanh chóng bắt giữ nghi phạm, làm rõ vụ án. Sau khoảng 24 giờ, kể từ khi nhân chứng báo án, phát hiện những phần cơ thể không nguyên vẹn của nạn nhân, nghi phạm Tạ Duy Khanh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 13,5 đến 14,5 độ Vĩ Bắc, 111,5 đến 112,5 độ Kinh Đông. Dự báo vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến mưa rất to, từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, nước tại các khu vực ngập lụt ở các tỉnh miền Trung vẫn đang rút chậm. Trong 2 ngày tới, áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Để ứng phó với tình trạng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp. Sau nhiều ngày nghị án, chiều 16 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án cựu trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ PC08 Công an tỉnh An Giang cùng các thuộc cấp lợi dụng chức vụ quyền hạn cấp sai hàng ngàn biển số xe. Thông tin từ báo điện tử VOV. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Quận, cựu trưởng phòng PC08 2 năm tù, Nguyễn Hữu Ân, cựu phó đội trưởng đội đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ 1 năm 9 tháng tù. Các bị cáo Bùi Quốc Khánh, cựu đội trưởng đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ phòng PC08 18 tháng tù treo, Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em, cựu cán bộ phòng PC08 cùng 15 tháng tù treo cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì đã can thiệp vào hệ thống phần mềm cấp biển số xe ngẫu nhiên để tư lợi cá nhân. Qua xét xử, căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai các bị cáo tại tòa, kết quả tranh tụng, hội đồng xét xử xác định từ tháng 8/2012 đến tháng 6/2021, Quận với vai trò trưởng phòng PC08 đã chỉ đạo và giao tài khoản quyền lãnh đạo cho Ân và Khánh để thao tác cấp biển số theo ý muốn. Được sự giúp sức của Hoàng Em và Linh, Ân, Khánh lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao đã can thiệp sai quy định vào phần mềm đăng ký, quản lý xe ô tô để thực hiện việc chọn cấp biển số xe ô tô theo ý muốn của bản thân, người quen. Vào khoảng 11 giờ trưa ngày 16 tháng 10, tại đoạn đầu dốc Xúc, thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, Tuy An, tỉnh Phú Yên, đã xảy ra một vụ tai nạn xe ô tô tải, thông tin từ VTC News. Thời điểm trên, một xe tải do anh T, tên viết tắt 30 tuổi, điều khiển chạy trên đường DT643. Khi đến đoạn qua xã An Mỹ thì mất lái, loạng choạng. Lúc này, tài xế đánh lái tông vào vách núi, xe lộn nhào trước khi dừng lại. Hậu quả, tài xế bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, xe tải lật, bị hư hỏng nặng. Sau tai nạn, đá trên xe tải rơi xuống đường gây cản trở giao thông. Lực lượng chức năng phải điều xe chuyên dụng đến thu dọn, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Báo VTC News đưa tin, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ngày 16 tháng 10 cho biết đã bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Ngọc, 63 tuổi, trú quận Hải Châu để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huỳnh Ngọc từng là cán bộ thuộc cảng vụ hàng không miền Trung, nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 2/2020. Trong quá trình công tác, mặc dù không được phân công tham gia công tác tuyển dụng của đơn vị cảng vụ hàng không miền Trung, nhưng Ngọc nhiều lần đưa ra thông tin gian dối và khẳng định mình có thể chạy việc làm cho những người có nhu cầu vào làm các vị trí, bộ phận của cảng vụ hàng không miền Trung, cũng như một số đơn vị trong sân bay Đà Nẵng. Bằng thủ đoạn này, tính đến thời điểm bị bắt, Huỳnh Ngọc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của 5 bị hại. Và phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Ghi nhận thông tin từ báo tin tức, ngày 16 tháng 10,
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tỉnh Ninh Thuận có mưa vừa mưa to, vài nơi rất to, có lượng mưa to từ 100 đến 200mm. Mưa lớn đã làm tỉnh lộ 707 sạt lở 8 điểm, đất đá tràn ra đường và 2 điểm sụt lún sói lở hàm ếch dài 5m, rộng 7m và sâu 4m trên mặt đường đoạn thuộc địa bàn xã Phước Hòa, huyện Bắc Ái, khiến giao thông bị gián đoạn. Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đang tiếp tục theo dõi, hạn chế người dân qua lại khu vực vì đá còn tiếp tục rơi. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài cũng làm 20 hộ dân trên địa bàn thị trấn Tây Sơn, huyện Ninh Sơn phải di rời vì nước tràn vào nhà. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 16 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cô Khắc Chọn, 21 tuổi, tạm trú Thành phố Bà Rịa để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 12 tháng 10, đối tượng Chọn ngồi sau xe máy anh Ca, tên viết tắt 35 tuổi. Khi đi đến khu vực ngã tư đường Hùng Vương, Nguyễn Văn Trỗi thì gặp chốt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bà Rịa đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch. Lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng xe để đo nồng độ cồn người điều khiển xe máy là anh Ca. Do xác định anh Ca vi phạm quy định về nồng độ cồn nên cảnh sát giao thông yêu cầu anh Ca chờ để lập biên bản vi phạm hành chính. Thời điểm này, ô tô chuyên dụng của cảnh sát giao thông đang nổ máy, bật đèn chớp để báo hiệu chốt kiểm tra vào ban đêm theo quy định. Trong lúc chờ, Chọn bất ngờ nhảy lên chiếc mô tô chuyên dụng của cảnh sát giao thông bỏ chạy về xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Các đơn vị sau đó đã huy động lực lượng truy đuổi Chọn. Khi về đến xã Tân Hải, Chọn dừng xe và phá đèn tín hiệu sau xe, đồng thời bẻ cong biển số xe. Khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 13 tháng 10, lực lượng công an đã bắt giữ Chọn. Qua lời khai của Chọn, công an đã thu giữ xe mô tô chuyên dụng. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 16 tháng 10, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ nam thanh niên biểu hiện bất thường tấn công nhiều người trên địa bàn. Cụ thể, khoảng 9 giờ cùng ngày, một nam thanh niên khỏa thân, tay lăm lăm hung khí với biểu hiện bất thường như ngáo đá đi dọc đường Nguyễn Thiện Thuật. Bà Lê Thị Bé, 52 tuổi, đẩy xe hàng dọc đường Nguyễn Thiện Thuật kể lại: "Anh ta tấp vào đường trước một xe hàng. Người phụ nữ bán nước tưởng là đứng xin nên tính cho một chai. Khi nhìn ra thì thấy người này lăm lăm hung khí nên bỏ chạy. Bà Bé cho biết người này khoảng tầm 30 tuổi, ngoại hình cao lớn, cử chỉ nhanh nhẹn. Người phụ nữ cho biết cháu trai của bà bị nam thanh niên này tấn công trọng thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện chưa rõ thương tích. Nhiều người dân chứng kiến cũng tránh xa, không dám dừng chân đứng xem để tránh vạ lây. Một số người dân khác cho hay, một bảo vệ chừng 60 tuổi ở tiệm nha khoa trên đường Nguyễn Thiện Thuật cũng bị nam thanh niên trên tấn công." Ghi nhận thông tin từ báo Tiền Phong, hôm qua 16 tháng 10, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang lập hồ sơ lấy lời khai vụ người đàn ông cầm chai thủy tinh vỡ tấn công hai công an và một bảo vệ dân phố bị thương. Vụ việc xảy ra tại căn nhà tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Hai người liên quan đã bị công an tạm giữ để điều tra. Theo người dân, nghi phạm tấn công là người đàn ông chừng 60 tuổi. Một bảo vệ dân phố có mặt tìm cách khống chế người này cũng bị tấn công, nhốt trong căn nhà. Riêng hai công an bị thương khá nặng được đưa đi cấp cứu sau đó. Nhiều người dân tại khu vực hô hoán tìm cách giải cứu người bảo vệ dân phố và báo cơ quan chức năng. Công an sau đó có mặt, khống chế nghi phạm cùng con trai về trụ sở để điều tra. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 11 giờ hôm nay. Theo hãng tin Reuters, hai nguồn tin an ninh của Ai Cập ngày 16 tháng 10 cho biết Mỹ, Israel và Ai Cập đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn ở phía nam Gaza, bắt đầu từ 6 giờ theo giờ địa phương, tức là 13 giờ ngày 16 tháng 10 theo giờ Việt Nam, cùng với việc mở lại cửa khẩu Rafah. Thông tin ghi nhận từ Việt Nam Plus. Theo kênh Al Arabiya TV, lệnh ngừng bắn kéo dài 5 giờ đã được áp dụng ở các khu vực phía nam dải Gaza. Mục tiêu là có thể cung cấp viện trợ nhân đạo cho vùng đất này và cho phép công dân nước ngoài rời khỏi Gaza. Al Arabiya chỉ ra rằng có ít nhất 100 xe tải chở hàng viện trợ tại cửa khẩu Rafah ở biên giới giữa Gaza và Ai Cập, chờ thiết lập hành lang nhân đạo. Kênh truyền hình này cho biết thêm, quân đội Israel vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào dải Gaza. Báo Việt Nam Plus đưa tin, theo báo cáo của công ty phân tích dữ liệu quốc phòng Global Data, với ngân sách quốc phòng 8,8 tỷ USD năm 2023, Indonesia hiện là nước có mức chi tiêu quân sự cao thứ hai ở Đông Nam Á sau Singapore. Mức chi tiêu này dự báo đạt 9,7 tỷ USD vào năm 2028 nhằm thực hiện các kế hoạch hiện đại hóa lực lượng quốc phòng. Trong giai đoạn 2024-2028, tổng chi tiêu quốc phòng của Indonesia sẽ chạm mức 46,6 tỷ USD,
trong đó ngân sách mua sắm là 13,3 tỷ USD. Chi tiêu mua sắm quốc phòng dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 1,5% trong giai đoạn 2024-2028 và đạt 2,7 tỷ USD vào năm 2028. Theo chuyên gia phân tích hàng không vũ trụ và quốc phòng tại Global Data, ngân sách quốc phòng của Indonesia chủ yếu tăng do nhu cầu giảm thiểu thiên tai và thực hiện các sáng kiến hiện đại hóa quân sự. Theo thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trang Sky News mới đây đăng tải video quay cảnh nhật thực vòng tròn lửa di chuyển ngang Bắc Mỹ vào ngày 14 tháng 10. Hiện tượng trên xảy ra khi mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời, nhưng mặt trăng không che hoàn toàn mặt trời và tạo thành hình vòng tròn lửa. Tại Mỹ, người dân ở các bang Oregon, Utah, New Mexico, Texas, California, Arizona và Colorado có thể quan sát hiện tượng này. Tại bang New Mexico, người dân có thể quan sát toàn bộ quá trình nhật thực xảy ra. Cơ quan hàng không và không gian Mỹ NASA đã phát trực tiếp quá trình nhật thực vòng tròn lửa xảy ra. Cơ quan này cũng cảnh báo những người theo dõi nhật thực không nên xem sự kiện này nếu không có biện pháp bảo vệ thích hợp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trưa của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Và chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.